hỏi tất cả anh em chiến binh diệt cộng tại khu vườn Mận, hãy nghe đây. Tôi, Lê Văn Quán, thuộc đội an ninh, đã quay về với chấp nghĩa quốc gia và được đối xử tử tế. Nay tôi kêu gọi anh em hãy buông súng trở lại với chấp nghĩa quốc gia, sẽ được hưởng mọi sự khoan hồng. Đừng tốn xương máu một cách vô ích. Đây là cơ hội cuối cùng. Chắc chắn khu vườn Mận sẽ bị tiêu diệt. Các anh em hãy nghe tôi. Thôi đi bà ơi, nó bay mất tiêu rồi. Bắn chỉ vô ống đạn. Trời ơi, thiệt là tức mà. Tôi mà biết thằng cha quá phản bội như vậy hả, tôi xử thằng cả lâu rồi. Anh ta phản bội mà bà hổng sao là may mắn lắm rồi. Tôi thấy thằng cha lúc còn ở đây nè, thầy bám riết theo bà, coi bộ chả mết bà lắm rồi đó. Ngọc, Ngọc nói vậy là sao? Chả không ép mai đi theo ra chiêu hồi. Chả mà dám hả? Chả mà vừa mở miệng hả, là tôi cho nó không? Thôi đi bà ơi, tôi mình thân gái mạnh mai, đàn ông dùng sức là thua tức thì. Huống chi còn miệng ngọt lời trơn, sức mạnh tình cảm hơn bơm súng nhiều. Tình cảm gì Ngọc nói thật lạ lùng, hay là Ngọc cũng nghi ngờ tôi? Luôn thấy hắn bám theo tôi hoài, khi ấy vì để là anh em đồng chí, nên nói cửa cho qua chuyện vậy thôi. Bây giờ thù đã ngăn tôi, cái thứ phản bội đang ăn đạn đồng. Dĩ nhiên rồi, cái thứ phản bội là không đáng sống. Hèn nhát, đi chiêu hồi thì yên thân đi. Sao yên thân được? Khi ra chiêu hồi bọn chúng đâu có tin. Nó buộc mình phải chỉ điểm, dẫn lính vô đánh phá, bắn giết cán bộ của ta để lập công, thì bọn chúng mới tin. Dạ. Em ra tiếp mọi người chăm sóc thương binh. Dạ. Còn Ngọc. Dạ. Em hãy đi tiếp cho bà con địa phương. Dạ. Trận pháo kích vừa rồi không những tàn phá địa hình mà nó còn gây cho chúng ta nhiều tổn thất. Bà con chung quanh khu căn cứ bị thương khá nhiều. Cả nhà thím hai cũng bị pháo dập chết hết. Tất cả thiệt hại phải chăng vô tên của hai chị Điểm? Có thể là như vậy, vì những nơi bị pháo đều là trọng điểm của ta. Chị, em xin lệnh để xử hắn. Việc đó đã có người khác lo. Bây giờ nhiệm vụ của hai em lại đi tiếp với mọi người chăm sóc thương binh. Dạ. Dạ. Bọn anh hả? Anh làm em tưởng tụi thám báo không à? Anh à, cấp trên có chỉ thị gì không anh? Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải bám chặt địa hình, làm chốt chặn vững chắc, không cho bọn địch đánh phá sâu vào khu căn cứ. Nhưng mà nơi đây đã không còn giữ được bí mật. Chúng ta vẫn tiếp tục chi binh với địa hình cũ, đồng thời mở ra địa hình mới. Chung quanh căn cứ được bao bọc bởi một con sông nhỏ, tạo thành một chiến hào tự nhiên. Địch muốn vào đây phải lội qua sông. Từ trong vườn ta có thể quan sát bên ngoài một cách thuận tiện và kín đáo em ạ. Tên quá đã ra chiêu hồi, nơi đây đã không còn giữ được bí mật. Em chắc chắn giặc sẽ tiếp tục bắn phá. Vì vậy cấp trên đã ra lệnh là chúng ta phải giữ khu căn cứ, tạo nên ma trận ở nơi này. Giữ được khu vực mật là giữ được lòng dân. Sao chẳng một thân còn lại là bà con chí cốt trung thành. Họ vẫn vững tin vào cách mạng, còn bọn giặc thì họ đang hí hửng đêm ngày, lấn đất giành dân rồi thất bại hoàn toàn. Bọn chúng đang dùng súng đạn thầm thè thì nguy. Anh à, có phải chúng ta phải hư hư thật thật, làm cho địch không tin vào những bí mật do bọn chiêu hồi khai báo, để chúng nghi ngờ chuyện nội kích ngoại công? Vì vậy đơn vị của anh phải tổ chức đánh liền, cho bọn chúng biết trận pháo vừa rồi chẳng thấm chi. Nhưng lực lượng của ta tổn thương khá nhiều. Mà thì mình thấy bất ngờ bọn chúng chặt chụp trở tay. Có mạo hiểm quá không anh? Tình thế không thể khác được em ạ. Vì bọn chúng
đang đinh ninh là đang gây tổn thất nặng nề cho ta. Quả thực thì chúng ta đang bị tổn thất nặng nề. Em chỉ e ngại là mình không đủ lực lượng để đánh. Việc này thì em yên tâm, tụi anh có cách đánh riêng, chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng bất ngờ. Nguy hiểm lắm anh ơi. Đánh giặc mà em, chẳng lúc nào mà không nguy hiểm. Nếu chúng ta im lặng trong lúc này là mình mặc nhiên thừa nhận là mình kém thế, không được để lòng dân hoang mang. Anh có thể chậm lại một đôi ngày được không? Chậm lại sẽ mất thời cơ tốt nhất đó em. Nhưng đây là lệnh của cấp trên hay là do ban chỉ huy nơi đây quyết định? Việc này không cần phải xin lệnh cấp trên, vì ban chỉ huy khu rừng Mận đã nhất trí cho anh cùng đơn vị đánh liền. Cho nên anh có mấy việc cần bàn với em. Một, em là chỉ huy đơn vị dân quân, cố gắng giữ chặt phòng tuyến, phòng ngừa địch tập kích. Báo cáo, sau trận chiến vừa rồi, đơn vị của ta luôn ở trong tình trạng trực chiến. Hai, phải âm thầm kiểm tra coi có đường dây nào liên lạc với tên Quá không. Em chắc chắn là không. Bởi vì tuy hắn cố tình lân la để gieo tình cảm với cô này cô khác, nhưng mà em nói thiệt, em thấy cha Quá ăn chả dù gì sao á, cho nên chả không có gieo được tình cảm với ai hết. Ba, chuyến tập kích này phải thật bí mật. Bí mật? Anh nói với em thì đâu có còn gì là bí mật. Thì việc này á, chỉ có ban chỉ huy biết, anh và em biết, anh em trong tổ chưa hay. Em đáng tin cậy vậy sao? Mận à. Dạ. Anh sao? Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em chuyện gì? Anh hôm nay em thấy anh nó ngộ ngộ sao á nghe. Nếu anh không về, em sẽ là người thay thế anh tại đây. Anh đã báo cáo với tổ chức về chuyện của chúng mình, và anh đã viết thơ mời má vô. Mời má vô? Trời đất ơi, cái chuyện quan trọng vậy sao nó không bàn với em tiếng nào hết vậy? Anh má anh sẽ vô đây hả? Má anh sẽ vô. Nếu không có chuyến tập kích này, anh đã báo cáo với tổ chức và bàn bạc với em ngay từ hôm qua. Sao anh không đợi mình đánh xong trận này rồi hãy tính? Thì trước sau thì cũng vậy mà, anh muốn nói trước á cho chắc ăn. Hay là em nghĩ anh sẽ không về đúng không? Không không không, anh và các anh em nhất định sẽ về. Anh hứa nhất định anh sẽ về. Nhưng mà em chưa muốn lấy chồng. Em chưa muốn lấy chồng có nghĩa là em đã từ chối tình cảm với anh. Không phải. Anh nghĩ đi, chúng ta còn nhiệm vụ, công việc trong thời chiến thì đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Hôn nhân chỉ làm thêm vướng bận. Cũng chính vì chúng ta đang sống trong thời chiến, cho nên chúng ta rất cần cái hạnh phúc. Em cũng biết là từ lâu anh muốn nói với em. Oh.
Tới giờ anh phải đi. Nhớ giữ kín chuyện này trước khi nổ súng. Sẵn có rượu thịt, mình nên làm hết nửa lít tưng bánh đầu luôn, đuối quá. Dạ, Trung Quý cho gọi. Mời anh ngồi, làm ly cho nó ấm. Nè, Trung Quý đâu? Ê, mày, ở đây có người lớn kẻ nhỏ. Mày muốn hỏi thằng nào vậy? Tôi đến đây theo lệnh Trung Quý. Còn tao ở đây cũng theo lệnh của Trung Quý. Dọn dẹp. Như vậy tao là chủ, còn thằng nào đến là khách. Tiếp khách hay là đuổi khách, đó là quyền do chủ. Mày biết chuyện đó chứ? Nhưng ông cũng nhớ rằng tôi không chỉ là khách mà còn là khách đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt cái con... cái thứ chiêu hồi phản bội, cái thứ
mà nó phản bội được một lần rồi đó em, thì nó cũng sẽ phản bội được nhiều lần. Đời của tao ghét nhất mấy cái thằng phản bội, lá mặt lá trái, sống chẳng có tính người, còn thua con chó. À, làm sao mà bị với con chó được? Con chó nó còn biết trung thành. Đây là nghe, quăng cục xương cho nó nè. Đó. Chung vô đi nhộn mẹ. Ông mày nhào vô. À mẹ mày nhào vô không chết tôi cũng. Thôi được rồi, không có Trung Quý ở đây á, tôi đi. Tùy mày thôi. Khoan mày, tao được lệnh của Trung Quý á, là khi nào gặp mày á thì biểu mày ngồi đây chờ. Ê, tính mà mới ăn hiếp mà cũ hả mày? Cùi mà bán thuốc phong hả con? Không có cửa rồi em. Nè, anh thượng sĩ già, suốt đời cũng chỉ là phận tôi tớ tay chân thôi. Rồi sao? Liệu mà lựa lời ứng xử đó. Ứng xử cái con cũ rùa. Nếu nói về tuổi á, thì tao cỡ cha chú của mày. Còn về lính thì tao lão làng thâm niên công vụ. Bà mẹ nó cũng chỉ vì thiếu chữ nghĩa bằng cấp mà hơn hai mươi mấy năm quân ngũ chỉ được cái chức thượng sĩ già. Lẽ ra cũng phải cỡ thiếu tá phải không? Vậy mà cái bộ tổng tham mưu nó có dám cho tao dạy ngủ đâu. Nó cứ bắt tao ở lại trong lính xịt tới rồi xịt lui, ăn chơi rồi nhậu. Bà mẹ nó còn mấy cái thằng chỉ huy ở đơn vị này cũng vậy đó. Hết thằng này đổi đi tới thằng khác về, nó cũng giữ tao ở lại cũng chỉ để làm tài lót, đét cho vòng súng ra trận. Mà chả sao nhờ vậy đó mà khỏi phải trèo lên nóc tủ để nhìn gà khỏa thân. Cứ tàn tàn cũng có tiền nuôi vợ và sáu đứa con. Thấy vậy cho tao sống dài lắm nha mày, chứ còn mấy cái thằng bất nhân hai lòng trở mặt, sớm chịu có ngày ăn đạn, sống hèn mà cái mặt vên vên. Muốn gây được lòng tình tưởng thì phải dẫn lính giết bạn bè. Chớ nhiều lời đừng tưởng vỡ, ông nhớ rằng giết gì tôi cũng dám. Tép rượu nên biết phận mình. Tao nhậu vô hai ba miếng là hay đánh sáng. Ở đây nè, có mấy cái thằng cà chấn gió bị tao thợt cỡ rồi, mày cũng không ngoại lệ đâu. Nè, tôi nói chuyện tử tế với ông là tại nể tình Trung Quý đó thôi. Lo phận sự đi, đừng có trèo đèo để rồi ôm hận đó. Mẹ nè, nhất định nè, bữa nay không đánh lộn là không ăn cơm nè. Mặc dù bữa nay có lương còn xả ớt nè, tao cho mày tớ mở bữa nay nhỏ như cái ống chích. À, đổi mày đó mày, nghèo cho mày. Chào Trung Quý. Dạ thưa Trung Quý, em muốn múa dài đường hồng thất công đánh chó cho cái ông cán binh Việt Cộng chiêu hồi này, ông coi chơi vậy mà Trung Quý. Công việc xong chưa? Để tôi tiếp khách. Dạ xong hết rồi thưa Trung Quý. Trung Quý à, Trung Quý có thể cho em mạn phép nói chuyện với Trung Quý vài điều được không Trung Quý? Nói đi. Trung Quý phải hết sức đề phòng với cái thằng chiêu hồi này. Em nói ví dụ nha, bữa nay nó đang nhậu rượu đế với Trung Quý ở đây nè, ngày mai lên trên kia gặp cái ông trung tá, ông cho nó uống na bồ lê ông là nó quên mẹ ông rượu đế rồi. Dù sao đi nữa thì cái ông na bồ lê ông cũng có tên hơn ông rượu đế, có tên là lợm gạo nghe Trung Quý. Trung Quý phải hết sức đề phòng giùm em. Ăn nhậu tối ngày muốn bị kỷ luật không? Dạ không, Trung Quý thương tình đừng kỷ luật em. Thôi để em vô em ngủ. Đuối gặp mất cái thằng chiêu hồi ứa không nổi. Vài ngày nữa rảnh vợt vài đường đánh chó chè, nhìn cái bản mặt thấy mắt ghét.
cặp chân mày như hai con đĩa trâu. Anh ta gây sự với anh à? Dạ, dạ không. Anh đừng có trách. Anh ta là lính lâu năm, ở đây chúng tôi rất quý ảnh. Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn trung quý. Chúng ta vừa lai rai, vừa bàn chút việc. Dạ. Theo tin tức báo về, cuộc tấn công bằng pháo của chúng ta kết quả mỹ mãn. Khu Dương Mẫn thì tan tác hoang sơ, gây cho bọn Việt Cộng nhiều thương vong. Dân chúng trong vùng đó hoang mang lo sợ. Một số dân di tản ra khỏi vùng chiến sự. Bước đầu, cấp trên ghi nhận công lao của anh. Trung tá chi khu trưởng muốn gặp anh. Dạ. Dạ, tất cả là do sự nhạy bén của trung quý. Công đầu ở thuộc về anh. Nếu như không có anh lên sơ đồ tận tường từng vị trí quan trọng trong khu rừng mận, thì chắc có nước chúng ta ngồi ngáp rồi. Dạ, đó là tôi muốn thể hiện sự thành thật khi trở lại quy chánh. Tương lai còn sáng lạng hơn, rực rỡ hơn, giàu có hơn, hưởng thụ nhiều hết. Những chứng minh Việt Cộng chiêu hồi đều được đối xử trọng dụng và tử tế. Hưởng thụ nhiều hay ít, chức vụ cao hay thấp là do công trạng. Không ít người lúc ở trong bưng chỉ là cấp thấp, nhưng khi ra hội chánh lập được công thì thăng cấp vượt bậc. Tôi hiểu và chắc chắn một điều, công việc của tôi không chỉ dừng lại ở đây. Không cần nhiều, chỉ cần khu vườn mận bị san bằng trong nay mai thì chắc chắn anh sẽ được bốc về tỉnh, ở một chỗ lộng lẫy khang trang, sống cuộc đời sung sướng giàu sang, cho bỏ đi lúc hầm hố mùi mộng. So với tôi thì anh được rất nhiều ưu đại, người hội chánh là một nhân vật đặc biệt ưu tiên. Tôi chỉ muốn được sống bình yên, không chịu nổi gian khổ của chiến tranh. Không ở bên này thì cũng ở bên kia, anh đã sáng suốt khi chọn lựa trở về, lập thêm công lớn một đời vinh quang. Dạ, tất cả những việc tôi làm cốt để mấy ông tin tôi là thành thật. Chuyện đó thì đã rõ, chẳng những anh bất mãn mà còn thù ghét Việt Cộng. Tôi không chịu nổi gian khổ, lại phải bó mình trong quy luật nghiêm minh. Tôi muốn được sống tự do. Anh là người có quá nhiều may mắn. Ngay trận đầu tiên, anh đã lấy được lòng tin của cấp trên. Lên gặp ông trung tá chỉ huy á, có gì khó không anh? Ông ấy muốn thưởng công cho anh. Vậy à? Cứ việc lên trên đó mà hưởng thụ, ăn chơi thỏa thích. Tuần sau về, chúng ta sẽ có kế hoạch đánh trận cuối cùng, san bằng khu vườn mận. Đánh phá thì được, chứ nếu đổ quân và đánh thẳng, tôi e sẽ tổn thất nặng. Chuyện thành bại khi đánh khu vườn mận hay không là do anh. Tôi chưa đủ tài. Nhưng anh có thừa sự lạnh lùng và quyết liệt. Hơn nữa, anh lại thuộc địa hình trong đó như lòng bàn tay. Yên tâm đi, nếu có chiến đấu, tôi sẽ lại đây tiếp tục. Nếu sang bằng khu vườn mận rồi thì... Nói thật nghe, người như anh mà lập được công lớn thì sẽ được trọng dụng hơn bọn tôi nhiều. Ông có thể hẹn đại cho ông trung tá được không? Vì sao? Tôi chưa yên tâm. Linh cảm cho tôi hay, nơi này sẽ bị tấn công. Sao? Nơi này sẽ bị tấn công à? Vậy sao? Bọn chúng còn sức à? Trận đánh phá của chúng ta vừa rồi đã làm cho bọn họ tổn thất nặng, thì buộc bọn họ phải phản đòn để lấy lại tinh thần. Bọn họ như chiếc lò xo, càng dồn nén thì bung càng mạnh. Anh có quá đề cao đồng đội của mình không? Có lẽ trung quý chưa lượt hết sức mạnh của họ, tức là mặt quyết tâm. Kinh nghiệm dạy cho tôi hay là phải nên cẩn thận. Nếu được như vậy thì quá tốt. Với quả lực của chúng ta hiện tại thì không ngần ngại bất cứ cuộc tấn công nào. Anh cứ dịp vui chơi, chúc anh vui vẻ và may mắn. Dạ, cảm ơn trung quý. Đích thân tôi sẽ lái xe jeep đưa đi gặp trung tá. Mời anh. Dạ. Thank you.
muốn nạn. Khoan, anh xin, anh không để em cho nó một phát bạc trái chưa? Báo cáo anh đã xong. Rút. Bị thương không? Báo cáo anh, hai người bị thương nhẹ, tất cả đang an toàn. Họ đang nằm ở ngoài kia để chờ anh. Bọn chúng đang ổ quân phản công. Chú truyền lệnh của tôi bỏ anh em rút đi, rồi tôi ra sao? Không được, anh là chỉ huy, anh phải ra trước. Đi đi anh. Chú lên trái lựu đạn cho tôi. Ở đây tôi sẽ kiềm quả lực bọn chúng. Anh ở đây. Anh xin. Như vậy rất là nguy hiểm. Giờ lại anh đang bị thương. Không sao, vết thương ngoài da. Đi đi, hẹn gặp lại khu rừng mẫn. Đi. Anh xin. Đi. Tài mơn tóc đen quyền thơm, ngỡ như có anh bên mình. Đưa tay vuốt lên tóc mềm, em tựa đầu ấm vai người thương. Không gian lắng sâu êm đềm, tiếng chim nguyện liếu lo cành cây. Những người con vì quê hương đi chiến đâu, và hình bóng em đã theo anh vào trận đánh. Trong chớp lửa tiến công của ánh mắt người thương soi tỏ bước quân hành. Chờ mãi một lời ân tình của chị, sao em, sao em mãi lặng im? Để lần này anh đi, có thể đi mãi không về. Em lặng lẽ âm thầm chiếc mong, nhưng anh vẫn mãi bên em, bên ngàn cây ngọn cỏ. Lời chưa nói
lòng làm vợ anh mà. Anh hãy về với em, anh không được đi luôn. Hai ngày rồi em luôn ngóng trông tin tức, nhưng cũng chỉ là sự mờ mịt không đâu. Anh về không? Anh không về, em giận anh đó. Con người gì đâu mà nói năng thì ngọt ngào em nhiều, mà một bước quay đi thì không trở lại tìm. Chẳng lẽ gì
chúng mình ngắn ngủi vậy sao? Lỡ mai cách biệt muôn trùng, dần tan em quấn cho chồng em. Chị Mận, chị có sao không? Chị không sao em à? Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Chiến tranh mà anh. Chị Mận. Chị Mận. Chị Mận. Trời ơi, sao khổ không vậy nè? Còn anh nữa, sao đứng như trời trồng vậy? Anh, Tôi không ngờ anh lại hèn nhát như vậy. Ngọc. Ngọc à, em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói nè Ngọc. Còn nói cái gì nữa? Cùng chiến đấu bên nhau mà anh về ăn xin còn ở lại. Ngọc. Dù anh có ngàn lời bao biện cũng không che đậy được sự hèn nhát vô tâm. Đồng đội thì chiến đấu chung lưng mà cùng chết ở chiến trường liên quan, hơn là sống sót trở về mang dục vào thân. Ngọc à, em không ở ngoài mặt trận thì đừng dối dàng than quyên đúng sai. Anh xin ra lệnh cho anh á là phải rút lui, mỗi người một mũi mở đường mau đi. Em có biết không, hiện tại ta có hai giả thuyết đặt ra, một là anh bị bắt vì đã bị thương, trời ơi, còn hai là anh đang chém dè đâu đó ngoài kia. Hai ngày rồi anh xin không về. Anh Chí, chắc chắn có điều chẳng lành xảy ra với anh. Anh thấy đó, chị Mẫn như cái xác không hồn, thơ thơ thần thần. Đã suốt mấy ngày đêm nhìn đêm trăng trong chờ. Xin có mệnh hệ nào, tụi anh thề quyết trả thù. Em xin lỗi anh vì thương chị Mận và anh Sinh mà em đã nặng lời với anh. Nếu anh không về thì em có giống như Mận không? Anh Ngọc. Chúng gì vô nhân súng đạn vô tình biết sao liệu tinh, giờ đang vui vẻ bên nhau mai mốt có người mãi mãi nằm trong chiến tranh mất còn ấy là lẻ thù.
giờ này được ở bên em, được nghe em nói lời trách thương, anh thấy mình còn hạnh phúc. Em có biết đâu anh đã cố nén niềm đau, tuân lệnh chỉ huy mà nghe mặn đắng trong lòng. Lãnh Phật cảnh giác để anh em được yên lành mà thoát khỏi dòng dây. Cả đơn vị lặng buồn đâu chỉ riêng ai. Chồng, chồng giờ ở bên em xin cho anh giọt mắt quý thương em chìm trong im lặng với một người ăn anh. Một tiếng ngày mai anh sẽ đồng anh, em không đủ sức nén đau như chị Mận. Em có thể phát cuộc nếu như anh không về lại. Anh phải về dung nắp tình à. Anh chị Ngọc. Trời ơi, trời đất ơi, thiệt là ôi trời ơi, con đã vườn cây trái xung xuê vậy đây nè, vậy đây mà nó bắn pháo cho tơi tả tan tành hết trơn hết rồi à con à. Dạ. Vậy rồi anh em trong này có ai có sao không con? Dạ bơm đạn mà má, không chết chóc thì cũng bị thương. Má, má ngồi đi má. Trời ơi, nó bắn pháo vậy hoài sao mà chịu nổi đây. Ôi Mai, ai vậy Mai? Má của anh Sinh đó. Má anh Sinh. Dạ. Dạ. Dạ tụi con. Dạ chào tụi con má. Chào má. À, má chào mấy đứa. Dạ. À, má à, từ ngoài vào đây đường xa xa xôi, má có mệt lắm không má? Không. Má bơi xuồng, má bơi nước ngược không à. Rồi cái bơi qua hết chín cái đồn, nghe. Rồi cái lội bộ đâu hết cũng đâu mấy công đất à. Khỏe. Khỏe re à con. Khỏe không có gì hết trơn á. Ủa sao nãy giờ họ không thấy anh Sinh mày vậy? Má, má, má. Dạ. Dạ. Dạ thưa má. Dạ con tên Chí, cùng đơn vị với anh đó má. Ờ vậy hả con? Dạ, dạ con là Ngọc. Con là du kích khu vườn mận này nè má. Dạ. Dạ. Còn má. Con là Mai, bảo vệ du kích khu vườn mận này đó má. Biết rồi, hồi nãy giờ má con mình ở dưới mé sông lên, tao biết, tao rành mày lắm rồi. Dạ. Trời ơi, thấy không? Gái nó mang súng coi cũng hoài quá hen con. Dạ. Vô thăm tụi con má không có gì cho. Hả? Đem vô ít bột ngọt với ít đường. Vậy đó con. Vậy đó mà phải ngụy trang nha. Đậy đệm cho kỹ nha. Chứ như vậy mới qua được mấy cái đồn lính đó con. Má, má vô thăm tụi con là được rồi. Mang theo quà cáp chi, lỡ tụi lính mà nó phát hiện. Trời ơi có gì đâu. Má nói với con là má nói vậy đó chứ có cách hết trơn à bay ơi. Cái một, nói cái một là qua túc lút hết trơn à con. Tiếp tế cho việc cộng thì phải tiếp tế hàng tạ hàng tấn. Chứ ba cái lẻ tẻ này có nhầm gì đâu. Mình đem vô đồng để nấu mấy nồi canh hay kho mấy ơ cá hết trơn hết trời. Má, má vô đi chơi chắc lát má về hả má? Ê trời, con nhỏ này bộ nó nghịch chứ tao hay gì nè. Vô ngồi chưa nóng đất cho đuổi gì à mày? Dạ không có má. Ở đây rất là nguy hiểm má ơi. Cái con nhỏ hỏi vô duyên, má vô đây chơi khi nào về mà không được. À, nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm. Tụi con không sợ. Má là má chiến sĩ không lẽ má sợ sao? Mà nói vậy nghe, chứ vô tới đây rồi mới thấy yên tâm đó nghe. Ờ, Chí à. Dạ. Má nghe nói có thằng nó tình quá, nó đi ra ngoài nó chiêu hồi rồi. Mang vậy vậy đâu phải là thôi đâu. Nó nó còn dẫn lính vô đây nè, để nó chỉ điểm cho băng đám vô đây. Lòng ra mấy ngày đêm vậy cho nhiều giàu tao thấy được ngủ ngang à, cây cỏ thì
để cho chúng biết rằng không dễ gì mà đánh được nó đấy. Vậy mới được chứ con. Dạ. Rồi má đi ngang qua mấy cái đồn lính nha, tao thấy nha nó sập mấy cái lô cốt nè, rồi cái hầm chỉ huy của tụi nó cũng sập luôn nữa con à. Thiệt nè, tụi bay biết không sao má? Bây giờ nha, rồi tụi nó kêu xe vô nó sang lắp mặt bằng để nó làm lại mấy cái hầm mới đó tụi con. Má đội của nó xin đánh đó má. Má ơi dạ, có anh Chí dạ. Này nữa nè má. Dạ có con nữa đó má. Trời ơi trời, thiệt đó nha, thiệt đó, tụi bay là tuổi trẻ mà tài cao đó nha. Trời ơi má đi ngang qua mấy cái đồ lính nha, má thấy mấy lính nó cầm súng rồi trông gì đấy, vậy mà tụi con bắn sập xuống luôn á trơn. Thiệt là tụi bay giỏi hết sức vậy á. Vậy rồi anh em có ai có sao không con? Dạ không có ai có sao cần á, tất cả đang an toàn. Má yên tâm đi má, yên tâm đi má. Không ai có sao chứ. Vậy con. Con à vậy, dạ. vậy còn anh xin mày đâu rồi à... Con biết không, nó gửi thơ về, nó kêu má vô đây để nó có cái chuyện quan trọng nó bàn. Vậy là chuyện gì con biết không con? Dạ con Má anh xin anh định cưới vợ đó má. Vậy đúng hả? Má cưới vợ đó má. Vậy hả? Trời ơi sao bà nhiều chuyện quá vậy? Má ở đây chơi nha, để con gọi con dâu tương lai của má ra. Ủa nó cũng có ở đây nữa hả? Dạ con? Má đợi nha. Má đi. Trời ơi bà kêu bà. Trời ơi bà kêu bà Mận vô đây rồi. Rồi lỗ hết rồi sao? Trời ơi chuyện này của bà Mận, chỉ có bà giải quyết thôi. Thôi nha má. Vậy là má yên tâm rồi hả má? Trời má yên tâm con biết không? Mỗi lần mà nói cái vụ cưới mà... vợ đó nghe cái đó tạc ngang đâu có đâu con. Anh ngại đó má. Má. Dạ thưa má mới vô. Con là... Dạ. Là Mận đó má. Vậy hả? Dạ, má. Chuyện gấp cần bàn của anh xin đó má. Vậy hả con? Dạ. Dạ xin phép má tụi con đi vô. Dạ thưa má con đi. Dạ thưa má con đi. Dạ thưa má. Con à, tụi nó nói con với thằng Sinh. Dạ. Trời thẳng khéo chọn hết sức nghe. Trời ơi vậy đó con à. Dạ. Vậy mà nó không có nói cho má biết. Để là má còn phải lo là sính lễ nè. Má còn lo vàng vòng là để má cưới dâu nữa chứ. Cái thằng thiệt là nó coi vậy mà nó cũng... Có chuyện gì vậy con? Dạ đâu có gì đâu má. Con nghe má nói cái con xúc động thôi à. Con ở đây vậy còn xin đâu? Dạ anh xin ảnh. Dạ anh xin anh mới đi đâu đó hả má ơi? Con ơi, vậy là thằng Sinh nó không má à.
chưa có tin tức gì của giặc. Con nghĩ là anh xin anh bị thương rồi anh tìm nơi nào ẩn náu thôi má à. À vậy còn chút hy vọng nào, hy vọng thôi. Con ơi chiến sĩ mà ra chiến đấu thì biết sao mà lường được. Thôi thì sống vinh quang, chết đền nợ nước. Nhưng má chỉ sợ nó sai vào tay bạo ngược, rồi nó xuôi lòng không giữ được kiên trung trước những đoàn roi hung bạo của quân thù. Chờ tôi nhột dính qua khoảng cách thật mơ hồ, tự biệt sinh ly đau đớn khổ, mà chỉ mong sao đừng hèn không làm nhục. Không sợ chết, không nhát gan, trong hiểm nguy anh sẽ vững vàng khí tiết. Mà má, má ngủ thấy nói về dẫn theo một con gái, nói là vợ con là dẫu mang con đời. Vậy mà má không có được con dâu rồi con ơi.
Má, thằng sinh con của má nó đã chiếu hồi danh. Má ơi, tôi không tin, tôi không tin con của tôi nó hèn như vậy. Con ơi, má phải về ngoài đó để biết thiệt giả như thế nào nghe con. Má, nguy hiểm lắm má. Má về ngoài lỡ có chuyện gì thì sao? Má ơi, biết đâu đây là cái bẫy của giặc. Đúng rồi đó má. Má tin người sống cho chính nghĩa, có khí tiết can đảm thì không có sức mạnh nào có thể khuất phục được, phải không con? Nói bằng miệng thì ai không nói được, nhưng tôi đang nghĩ đằng sau chuyện chiêu hồi này là có một âm mưu đánh cho Dược Mẫn tiêu tan. Tình bạn chúng ta đang treo trên cành, nếu có chết chết sao cho đáng. Tôi cấp thù kẻ hoàng phúc hai tâm, tình cánh này và cảnh giác sao lưng. Giặc ở ngoài đồn, giặc ở đây. Anh bình tĩnh chứ làm náo loạn thêm. Chẳng lẽ muốn co cho giặc nó vào, chúng ta bị bắt mới tỉnh hồn nhận ra. Mai, ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông sống sống hồn thác linh, ông về đây đi, ông về đây đi, về soi sáng sáng tim con, không lương hèn cuối cùng, cho kẻ thù bao an nhang manh, xin ơi. Đi về. Nhưng mà con ơi, nhưng mà thằng sinh bây giờ nó hay là má, con giam nó lại đi. Má, nha, giam nó lại đi. Thủ đoạn của giặc khó lường lắm má. Má ơi, tụi con tin má mà, mới cứ về ngoài đi má. Không được. Má Tư không được đi về. Má Tư phải ở lại đây. Và má Tư không có quyền lui tới tự do trong khu rừng mận này. Má ơi, em không được quyền hộ với má như vậy. Cô Mai nói đúng. Tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào tin tức của thằng sinh nó được sáng tỏ. Bao giờ? Cho đến bao giờ hả má? Không, trói má lại. Má, có tin tức của má con rồi. Má còn có sao không chú? Thím Tám mày nói chắc ăn lắm. Má mày an toàn ở trong đó, định quay về nhà, nhưng người ta giữ lại để chờ mày. Giữ lại? Là chị Tám ở trong đó cho yên, chứ theo điểm chỉ của thằng Quá thì bọn lính nó đang phục, chờ chỉ về là nó bắt đem vô đây đó. Không được, má cháu không thể về. Chú giúp cháu nghe chú. Cái chuyện ta cho thím Tám liên lạc chị Tư là không khó. Còn cái vụ mà chú nhờ mày giúp đó, có được chưa? Chú à, đây là lá thư chú tìm cách đưa về cho má cháu. Trường hợp của chú, cháu đã nói rõ trong thơ, họ sẽ giúp chú. Thiệt vậy không xin? Giữ cẩn. Nếu được vậy thì chú cảm ơn con nhiều lắm nghe xin. Giữ cẩn thận nghe chú. Chú biết mà, chú với anh Tư là anh em hồi thời còn trắng trâu. Rồi lớn lên anh đi làm cách mạng, còn tao thì bị bắt quân dịch, cũng chẳng có tài cán gì. Họ cho nấu cơm xay giặt để khỏi ra chiến trường, nhờ đi lâu
cũng được lên lon thường sĩ. Nay tao muốn giải ngũ về quê sống cùng vườn ruộng, lại sợ cái tuổi lính thâm niên nên khó sống ở trong vùng. Mình gốc nhà nông sao bỏ được ruộng vườn, đi lính là có lỗi với cách mạng, chứ thiệt tình là do hoàn cảnh nó đẩy đưa. Chú luôn muốn trở về cày cấy lập vườn cây, được sống bình yên bên bà con chòm xóm. Đi lính hiểu rõ nỗi nhục kẻ tay sai phi nghĩa, mà thường xóm quê bom đạn tới bời. Chú muốn từ đây đến cuối đời an phận nuôi dạy các con, sống thiệt với chính mình sau bao năm cam chịu. Ở đời phải có lòng tự trọng, biết phân biệt rạch rồi đen trắng ngày vàng. Cháu hiểu chú mà chú. Anh Tư Ba của mày hồi đó kiêu hùng lắm, và gan dạ lắm, chiến đấu tới viên đạn cuối cùng chết bị giặc lôi thay chứ không hề đầu hàng. Ở cái xóm này nè, ai cũng nể phục, giặc thì nó không dám xem thường. Cháu biết mình phải làm gì. Xin con. Chú. Con. Một thượng sĩ già của lính mà đi khuyên một quân chỉ huy cách mạng thì chú thấy thiệt là khó nghe. Chú chỉ lấy tư cách là em của ba mày, có ý như vậy. Thà làm tù binh bị đài, có chết cũng vui, chứ đừng làm một kẻ hèn, làm một cuộc đầu hàng. Ê, 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 ê. Cái thằng Việt Cộng chiếu hồi kia, mày hiểu ý tao rồi chứ mày? Thượng sĩ già, quậy gì nữa đây? Dạ chào Trung Quý. Chào sao? Dạ xỉn quá lộn tay thưa Trung Quý. À, trời ơi, bữa nay Trung Quý đẹp trai lạ thường nha, đẹp mà em nhận không ra luôn á. Tên mặc cái bộ đồ ủi hồ nó thơm bức ghê rồi. Sao quài? Dạ đâu dám Trung Quý xạo với ai, chứ còn đối với Trung Quý thì em đâu dám xạo. Trung Quý biết không, em đang tranh cái thằng tù binh này nè, mấy cái thằng chiêu hồi em không có ưa. Rồi nhớ Trung Quý qua mới lấy rượu ra uống, uống nó phê hồi nào không hay luôn. Say rồi, về ngủ đi. Dạ vài ngày nữa em giải ngủ rồi, Trung Quý thông cảm nha. Nể tuổi cha chú nên tôi không có kỷ luật. Về ngủ đi. Dạ cũng từ chỗ đó đó mà em coi Trung Quý cũng như là thằng con trai thứ hai của em vậy đó. Thương lắm. Dạ. Thôi em về. Nhưng mà trước khi về cũng phải bắt rắn hổ bỏ vô mùng cho nó cắn chết mẹ và thằng mới về, chứ không có về khơi ngơi. Lại nhảy gì đó? Dạ xỉn là nói tào lao vậy, Trung Quý. Sao? Anh thấy sao? Anh sống thoải mái chứ? Tù binh là kẻ bị giam cầm, sao mà thoải mái? Anh thấy đó, anh được chăm sóc đặc biệt với đầy đủ tiện nghi như một thương binh của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ coi anh là tù binh. Các ông chưa coi tôi là tù binh, làm gì các ông còn muốn tôi làm một kẻ phản bội? Đâu có gì to tát vậy. Hôm qua cầm súng cho Việt Cộng, hôm nay anh thấy mình sai lầm, quay về với chính nghĩa, thì đó là việc làm rất bình thường. Con người ta mà, có đôi lúc cũng phải phạm sai lầm, nhưng quan trọng là có biết sửa sai hay không. Các ông chưa ngược đãi tù binh, là vì các ông còn thực hiện đúng quy ước tù binh chiến tranh. Cuộc chiến này chả có quy ước gì cả, lẽ phải sẽ thuộc về kẻ mạnh, nhưng chúng
chúng tôi tôn trọng anh là một chỉ huy có tài và can đảm. Chỉ tiếc là sai đường, nhưng còn kịp quay đầu trở bước. Thú thật với ông là tôi có phân vân. Khi được các ông đối xử ân cần tử tế, tôi cũng là một con người ngại gian khó, thích an nhàn và sung sướng. Bao nhiêu năm gối đất đầm sương, đem sinh mạng thử thách ở chiến trường. Thu thật với ông, tôi đã ngán ngẩm lắm rồi, mà bây giờ không biết phải làm sao. Nếu hồi chánh thì xấu hổ với lương tâm. Khó chỉ việc biết nẻo chánh tìm về, chớ chần chờ kiên nhẫn có thời gian. Nếu các ông chấp nhận cho tôi ra quy hàng thì chính nghĩa quốc gia luôn mở rộng vòng tay, miễn là anh thật lòng. Nhưng ông cũng biết con người như tôi không dễ đầu hàng. Chúng tôi không có buộc anh phải đầu hàng, chúng tôi chỉ cần anh biết phân biệt đúng hay sai. Tôi sợ là các ông chưa tin tôi. Những người hồi chánh luôn biết cách làm cho quốc gia tin. Nếu các ông chấp nhận cho tôi ra hồi chánh thì chuyện đó thì ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ, lính chuẩn bị xe, tôi sẽ đưa lên gặp trung tá chi khu trưởng. Cảm ơn trung quý đã cho tôi nhiều ưu ái. Chúng ta là anh em, anh cần được hưởng sự ưu đãi đặc biệt. Mời anh. Tôi sợ mật báo tụi nó hành quân lớn vào đây. Bọn chúng hành quân thì lần nào cũng vậy thôi, cũng bắn phá quyết liệt, nhưng lần này thì nguy hiểm lắm. Anh xin, anh thật sự đầu hàng rồi chị? Như vậy là điều em lo sợ đã trở thành sự thật. Cuộc chiến này nó ác liệt quá. Má đi theo con đi má. Dạ con. Có chuyện gì vậy con hả? Má ngồi xuống đi má. Chuyện gì vậy con? Má à, anh xin. Hả? Có tin tức thằng Sinh rồi hả con? Hả? Dạ đúng. Nhưng thằng Sinh con của má nó đã thật sự đầu hàng và chị... dẫn bọn chúng về tận đây nè má. Chị Mận, vậy là 2 năm đã rõ 10 rồi. Vậy thì cô chú hãy trói tôi lại. Hãy trói tôi và giam giữ như một tù nhân, vì đã có một đứa con phản bội. Má, cô đừng gọi tôi như vậy, vì như vậy tôi sẽ thấy đau lòng và xấu hổ lắm. Mận ơi, cô hãy cho tôi quỳ trước mặt cô đi nói lời tạ lỗi. Má ơi, má đừng có làm như vậy mà má. Lòng con cũng đang nát tan như má. Đằng cay tôi down.
tôi biết lòng dạ ra sao. Mới hôm qua còn anh em đồng đội, hôm nay là kẻ thù gian mặt, thì cũng đáng bằng phản bội. Tôi xin các người cho tôi rời khỏi đây, bà ở yên đó. Bà muốn chỉ cho giặc để chúng tôi ở đây hay sao? Anh tôi đi tôi nhìn được nhẹ nhàng thôi, đừng có khóc để già mọi người. Mai, Mai à, chị xin em đừng hỗn với má như vậy. Chúng ta đang chiến đấu sống chết với kẻ thù không biết còn hay mất, thì em không thể để cho tình cảm làm mờ lý trí được. Như vậy thì các người hãy giam giữ tôi lại đi, giam giữ tôi lại đi, hay là bắn vào tim tôi một phát. Má, trời ơi, má đi ngồi đi má. Mai à, anh xin phản bội đâu chỉ liên can tới má, mà còn có chị Mai. Ở đây tất cả mọi người ai cũng biết, tuy chưa có hôn nhân nhưng chị với anh sinh tình sâu khác chi chồng vợ. Và chị đã xin với má cho được làm dâu cho tròn mối duyên đầu. Ở yên đó, đánh xong trận này thì tính sao? Còn ngay bây giờ, nếu mà có hành động gì thì đừng có trách tôi. Anh em đâu? Tiến vào vườn mận. Hoàng, má. Thưa trung úy, tôi muốn gặp má tôi một chút. Thôi được, anh em, chúng ta tạm nghỉ xung quanh đây. Má, còn nhớ tôi là má cậu à? Kìa, má. Chứ còn tôi không có đứa con. Ương hèn phản bội, làm nhục quê hương chỉ nước chết. Má ơi má hãy mau rời khỏi nơi chiến trận, giữ mạng mình bình an cho con được an tâm. Con không sợ bất cứ điều gì. Má hãy tình con, con muốn phụng dưỡng mẹ hiền đến hết đời con. Sống chi người đời miệt mai, ngàn năm ô nhục tao ta chết nơi đây cho vừa và đứa con hư. Tao từ mày thằng con bất hiếu. Má ơi xin má hãy hiểu cho
má hãy rời khỏi nơi đây. Chỉ rất kéo nguy bom đạn khôn lường. Không, sao ta chưa nơi đây, chớ sống mà chi. Nhìn đi con mình nó đầu hàng chịu nhục. Má hãy tin con, không sống mà nhục yếu mà hèn. Chỉ muốn mà đây có cung sống sang giàu. Nơi chôn nhau cắt rung, ghi khắc trong lòng con không thể nào. Nơi chôn nhau cắt rung không thể nào quên. Mày nói mà không ngượng miệng hả con? Xin ơi thà con chết đi mà má nhang khói cho con mà không hổ thẹn lương tâm. Đàn này, mày dẫn dặt về đây, mày dẫn dặt về đây để dài xéo quê hương. Làm sao đây, làm sao tao có thể nhìn mặt xóm làng, nhìn mặt đồng đội của mày hả Sinh? Trời ơi, con Mận. Em Mận sao má? Tao đã nhận nó là con dâu. Xin ơi, mày là thằng bất nhân bất nghĩa. Trời ơi, tại sao tôi lại có đứa con ư nghèo như vậy đây? Má, em Mận, con không thể nào quên. Nhưng mà bây giờ mình phải lo cuộc sống ấm êm trước, rồi mình mới có hạnh phúc má. Em Mận, trước sau gì cũng cùng với con trở về với chính nghĩa quốc gia thôi má. Mày má đánh con đi má. Má đánh con thật đau, đánh con thật mạnh đi má. Bằng chính bàn tay má đã từng bồng ấm nâng niu đưa dòng ru con từ thời thơ dài. Và cũng chính bàn tay ấy đã sần chai theo tháng năm lam lũ cho con nên giống nên dài hùng tráng mồ con. Lần thôi trong đời má mới đánh con bằng nỗi đau rung động. Một lần thôi để con thương nhớ ăn sâu. Một lần thôi cho con làm một đứa con hư. Một lần thôi con được nghe lời mẹ giáo dung. Một lần thôi rồi nếu đời chia đôi ngã. Một lần thôi còn nồng ấm lần thôi con bước lên lối cũ thân quen. Một lần thôi vĩnh biệt những ân tình chưa trọn vẹn. Một lần thôi rồi bình yên thanh thản. Chỉ một con đường, một lần này nữa rồi thôi. Mom!
Má, má an tâm nghe má, con sẽ mãi mãi là đứa con của má. Má tin con nghe má, má tin con nghe má. Không, tôi không tin. Tôi không tin. Má ơi, lại má con đi. Thưa Trung Quý, chúng ta đi. Chị ơi, em ở lại
chăm sóc má tay anh. Anh chúc em và Ngọc được bình yên. Hạnh xin ơi, phúc. Con ơi, má ơi, Tần ơi, đồng đội của tôi, má. Xin ơi, anh Sơn. Ngủ đi con nhẹ nhàng thanh thản, mà không về mà sẽ nói tiếng chồng con. Bây giờ em được ôm anh thì anh còn lại xa không không hồn. Em xin được để tan chồng dùng mình chưa hôn lễ, xin được làm dâu cho trọn nghĩa nhẹn tình. Ngủ đi anh không còn lo nghĩ, nhưng mong mãi xanh màu có máu thắm của anh. Má, má và chị Mận hãy nén buồn đau để chúng con đưa anh đi. Có giận con nha má, tại công việc bận rộn quá cho nên con về hơi trễ. À, thôi không có gì đâu con, vô đốt cho nó nghỉ nhang đi con. Dạ. Anh Sinh, hôm nay là 49 ngày của anh. Anh sống khôn thá thiên về bỏ lỗi cho anh em. Bởi trước khi anh hy sinh, ai cũng đinh ninh là anh phản bội, là một kẻ chiêu hồi. Nhưng có ngờ đâu, anh vẫn trọn lòng với tổ chức, với cách mạng. Má còn nhớ như in ánh mắt nó nhìn má. Má ơi, má đánh con đi, má đánh con một lần nữa thôi. Má, hôm nay là 49 ngày của anh sinh, má đừng buồn nữa nha má. Kể từ hôm nay, em sẽ chăm sóc má thai anh. Sinh à, Mận nó muốn thai con để chăm sóc cho má như nàng dâu chăm sóc mẹ chồng. Nhưng má thấy như vậy thì không có tiện con à. Bởi nó mang tiếng có chồng mà không có lễ thành hôn, rồi phải mang thân quá bụa khi vẫn còn là con gái. Thôi má tính vậy nghe con. Mận với con không có duyên phận phu thế, thì má nhận nó là con gái của mình. Và kể từ hôm nay, má đi tiếp con đường của chồng con. Ngủ nhà nơi nước nặng trên vai, thì má
mình than trong giấc ngủ muôn đời, để lại má và em thương tiếc ngậm ngùi mắt khô lệ đó quen. Vườn mận vẫn đang nở bông thơm, đàn ông vẫn do ve tìm mận ngọt ngào, mặt bom pháo bảo tàng đổi bằng máu đào của những người con trung yêu. Xin nói nhớ con má càng để em dừng chi à, hề dân giặc đổi đời hồn mà con chứng cho má thoát ly và cũng làm con hiếu thảo, thương mẹ như anh đã từng hiếu kính ân cần. Hãy che chở cho má và em đến ngày tháng trần sau cùng, mang nghe trong la trong qua tiếng con về biết con cầm kề dù đâu gió đâu sương. Anh ơi, phía trước anh dẫu là xuân đang hiểm nguy, em như thấy nụ cười của anh trên môi xuân, đôi mắt anh sáng lòng cho em nhìn quân thù rõ mặt, thêm những bước chân mà sóng lướt giữa trần tiền, tiếng giặc sạch vẫn gõ nhịp đêm sâu. Má tin một điều, nó đã an lòng ra đi rồi đó con à. Má, bây giờ con phải đi họp tiếp với ban chỉ huy. Vậy hả con? Dạ, má ở nhà nhớ cảnh giới nha má. Được rồi, đó là chuyện của má mà, con khỏi lo. Dạ. Cứ đi họp với chị em đi con. Con đi nha má. Ờ, thôi đi đi con. Má. Gì đây cô? Dạ không có gì hết. Má ơi, nếu có chuyện gì thì má nhớ báo động cho tụi con hay nha má. Rồi má biết rồi, đó là chuyện của má lo. Thôi con đi đi, để mấy chị em chờ con. Thưa má con đi. Ờ thôi con đi đi con. Ê Mận ơi, Mận à, trời ơi, má nấu cho con cái nồi bồ kết cho con gọi cái đầu của con. Trời đất ơi, vậy đó mà lo nói gì đâu, không nhớ gì hết trơn á trời à. Thiệt là, ôi trời ơi, cái nồi bộ kết nó cạn hết trơn rồi. Ôi thiệt là tệ quá trời đi. Ôi anh xin à, hôm nay là 49 ngày mất của anh. Chị Mận thì đang bận họp với ban chỉ huy cấp trên về đây triển khai công tác mới. Chị ấy bây giờ nhận nhiệm vụ của anh để lại. Em tranh thủ lúc má Tư lo cơm canh cúng anh. Trái này em hái ở trong vườn, bom đạn đánh phá tan quang sơ xác, hãy im tiếng súng thì cây trái lại xanh tươi. Anh xin, anh hiến linh chứng chi tấm lòng em thằng ngài chân chất. Em hốt với má Tư vì tưởng anh
phần biết ơn. Vì thương anh thương má tư một mình, em thờ anh trong tim, anh hiền linh chứng cho em hiền. Mai, Mai à, bộ con còn giận má sao con? Dạ con không dám gặp má. Con à, buồn giận chi, rồi để trong lòng hoài nó buồn hơn nữa con à. Má, anh xin mày nó đi rồi, bây giờ ở đây má chỉ còn lại có mấy đứa con. Nếu như tụi con không vui thì làm sao má sống nổi. Má, má tha lỗi cho con nghe má. Má ơi, nếu má nhận chị Mận là dâu thì con xin má, má nhận con làm con gái út. Trước đây con chính là ngạch nối, chọn chỉ Mận cho anh sinh cớ tình thắm duyên nồng. Của má phải rồi, phải đánh thắng trận này con à. Dạ. Rồi phải lấy chồng sanh con nữa chứ. Nhưng mà trước hết thì đi gội cái đầu đi, trời ơi nó rối y như là cái tổ chim vậy đó hà. Dạ má, mà nó còn hôi nữa má ơi. Trời ơi, vậy là 7-8 ngày nay không có gội cái đầu phải không? Cái dạ. Hư cái hư đó nghe. Thôi con gội đầu đi à, má có nấu à, nồi bồ kết trọng á, vô gội đầu đi con. Nhưng của chị Mận mà má. Thì má nấu một cái nồi lớn vậy nè, con gọi phân nửa con chừa cho chị Mận coi phân nửa là được rồi. Dạ. À, thôi đi gọi đi con. Ê, mà má ơi, thôi đợi bữa khác nha. Bây giờ con bận đi họp với chị Mận rồi. Con à, đi nha má. Vậy hả? Dạ. Rồi vậy thôi con đi, để chị con nó chờ đó. Ít trời, nhỏ này. Má con đi. À, ừ. Thiệt là. Im miệng, mau qua đây, ngồi xuống. Hầm bí mật bên kia, tụi bay giữ kín đội hình, chuẩn bị đánh úp. Lính tới rồi, các con ơi, rút vào, rút lẹ lên. Điểm số 1 2 3 4 5 hết. May quá, tất cả các anh em đều có mặt đầy đủ. Cũng nhờ má Tư kịp thời báo động nên chúng ta đã đẩy lùi được bọn tham báo và bảo vệ an toàn cho ban chỉ huy. Tất cả
Nghĩ tại chỗ. May quá, lúc nghe tiếng má tư báo động. May mà nghe tiếng má tư báo động không thôi hả, là tôi tưởng tôi chết luôn rồi đó. May lắm á mới thoát được. Nếu không nhờ má tư báo động thì tất cả anh em tụi mình chết hết. Qua sự việc lần này, tất cả chúng ta đừng nên chủ quan. Tất cả cũng do tên Quá, nó đã dẫn bọn thám báo luồn vào đây. Nhưng hôm nay nó đã đền tội. Đâu, có ai thấy má Tư ở đâu không? Má Tư. Lúc đó nghe tiếng má Tư báo động, má nói là lên tới rồi các con ơi, rút, rút mau. Rồi sau đó thì sao? Tiếng của má Tư là toàn trung đội đều nổ súng đánh bật tụi nó ra. Đúng rồi. Ngọc ơi, Ngọc. Má. Dạ. Mai. Dạ. Má Tư đâu? Má Tư. Ngọc. Má đâu? Các đồng chí. Má đâu? Má ơi. 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 Má. 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 Bông mận trắng bay bay khắp trời như tiếc thương người mẹ kiên trung, bao xót thương người mẹ anh hùng. Bông mận trắng bay bay